Sắp bạc PUBG uy tín, quay random chúng ạc khủng, truy cập ngay vận may PUBG.com, đường link ở phần mô tả video. Xin chào, bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây Hùng 20 sang tới đây. Hôm qua thì mình đã có review với bạn về chiếc Realme 5 Pro này rồi. Phải nói đây là một trong những con máy cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá trên 5 triệu và dưới 6 triệu sắp tới sẽ được ra mắt. Thế thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm về hiệu năng của máy Realme 5 Pro này với lại con chip 712 AIE để xem là hiệu năng chiến game PUBG của nó sẽ như thế nào nhé. Cũng như là sẽ có một cái nhìn khách quan nhất cho những bạn nào đang quan tâm về chiếc máy này và cho những bạn nào quan tâm về hiệu năng của chiếc máy này. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng điện thoại đến từ nhà Realme có thể tham khảo mức giá rất tốt tại Di Động Việt nhé. Hiện tại thì con máy này nó chưa được lên giá chính thức đâu, tại vì tới ngày 3 tháng 10 mới là ngày ra mắt em nó cơ mà. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Trước khi bắt đầu với lại chiếc Realme 5 Pro này thì mình sẽ cho các bạn xem qua một lần nữa về số điểm hiệu năng của chiếc Realme 5 Pro này nhé. Hiện tại thì mình có chấm qua phần mềm AnTuTu thì nó sẽ thu được số điểm là 217.131 điểm theo phần mềm AnTuTu V8.1.0 nhé. Trong đấy thì mình có thể kiểm tra được số điểm CPU của nó lên đến 76.000 điểm và số điểm GPU của nó là 61.000 điểm. Như vậy rằng với cái số điểm như này thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái hiệu năng chiến game nó khá là ổn định các bạn ạ. Ngay lập tức thì bây giờ mình sẽ đến với lại tựa game PUBG Mobile luôn để xem là tốc độ load game của nó ra sao và FPS trong game nó sẽ như thế nào. 1, 2, 3. Tốc độ load game của con 712 này thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi vào đâu đó tầm 11 cho đến là 12, đó là với những con chip Apple dòng A thôi. Còn con này chắc tầm 22 đến 25 giây là ít, còn nếu nhiều thì chắc phải trên 30 giây các bạn ạ. Tại vì những con chip Qualcomm hay là MediaTek hay là Exynos thì nó sẽ có tốc độ load game không được nhanh cho lắm. Thông thường thì sẽ mất tầm 25 giây đối với những con chip đầu 7. 26 giây trôi qua rồi, 27 giây trôi qua rồi, 28 giây. Như vậy là chỉ hơn 28 giây thì chúng ta đã load được vào tựa game PUBG Mobile này. Và sau khi load vào game thì với con chip 712, chúng ta có thể dễ dàng bật được cái đồ họa đó chính là mượt cộng với cực cao. Còn nếu bạn nào lên HD thì chúng ta sẽ có cái đồ họa là cao nhất. Như vậy thì FPS tối đa của nó là 30. Tuy nhiên thì nếu bạn nào muốn có một cái FPS cao hơn thì chúng ta hãy để mượt với cực cao. Thì mình rất khuyên anh em chúng ta nếu muốn chơi mượt ngon thì chúng ta nên bật cái đồ họa này. Đó, trong video này thì mình sẽ test với đồ họa này luôn. Ở bên dưới một số thứ thì mình sẽ bật cái chức năng cửa răng cưa lên, độ sáng 128%, màn hình tay thỏ bật tự động điều chỉnh đồ họa thì mình sẽ tắt đi. Đấy, để không có bị tự động điều chỉnh đồ họa khi chúng ta chơi game. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu một video chiến game luôn. Trước khi bắt đầu video chiến game thì mình sẽ bật cái phần mềm đo FPS lên. Ở đây thì mình đã bật cái phần mềm đo FPS rồi, mình sẽ nhấn play để có thể đo được thời gian chiến game. Các bạn có thể thấy rằng hiện tại thì nó là 40 FPS này, 39 FPS và bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào game luôn. Và hiện tại thì mình đang sử dụng phần mềm có tên là KS Max để đo được FPS trong game và các bạn có thể thấy rằng FPS trong game hiện tại là 40 FPS, 39 FPS. Nhìn chung là ở phòng chờ như này thì quá là ổn định ở trong chế độ đó chính là squad các bạn ạ. Để xem là khi chúng ta chiến đấu thì cái FPS của nó trong khu vực bot cam cũng như trong những khu vực khác nó sẽ như thế nào nhá. Cái đầu tiên mình muốn nói về cảm giác cầm nắm thì chiếc Realme 5 Pro này nó cho cảm giác cầm nắm khá là thoải mái, tại vì bốn cạnh của nó sẽ được vát cong cho cảm giác cầm nắm không bị cấn quá nhiều. Nếu anh em sử dụng ốp lưng thì mình thấy rằng là cái cảm giác cầm nắm của nó sẽ tốt hơn nữa các bạn ạ. Đấy, khi lên máy bay thì FPS hiện tại của nó là 40 FPS. Uầy, nói về phần loa thì cá nhân mình thấy rằng là loa của chiếc Realme 5 Pro này nó khá là to. Tuy nhiên thì về chất lượng chi tiết cũng như là định hướng âm thanh như thế nào thì chút nữa thì mình sẽ nói thêm cho bạn. Wow, khi xuống thì FPS của nó có drop nhẹ tầm 4 frame xuống tầm 36 đến 35 FPS. Bây giờ thì đang ổn định ở mức 40, 38. Nói chung là chơi ở cái mức đồ họa như này thì các bạn không thể nào đòi hỏi hơn được. Nó quá ngon rồi. FPS hiện tại là 35 này. Mình thấy rằng hình ảnh trong game thì nó không được đẹp cho lắm. Thú thật là trong khu vực bóp cam lần này mình nhảy thì không có ai thật các bạn ạ. Khá là buồn. Ước gì có vài thanh niên bắn nhau cho thích. Uầy, đạn xanh là cực kỳ nhiều luôn. Mủ hai các thứ này. Ở bên này có con bot đúng không? Ai đây? Đây ngay số 2 này, mình sẽ qua cover. Cảm giác bắn thì nó hơi bị giật nhẹ, mình không biết là vì lý do gì. Knock 2 rồi.
có lưu đạn, có máu các thứ luôn. Thằng này là người chắc các bạn ạ, không phải bot đâu. FPS hiện tại vẫn là 40, khá là ổn định. Bên này có tiếng súng này, mình nghe tiếng súng ngoài này nhưng mà không thấy ở đâu cả. Nói chung về định hướng âm thanh thì chỉ với chiếc Realme 5 Pro này nó là chưa được tốt cho lắm các bạn ạ. Chỉ nghe được tiếng thôi, còn định hướng trái phải trước sau thì với chiếc máy này nó chỉ có một loa ở phía dưới. Chính vậy thì chúng ta vẫn có khả năng định hướng âm thanh nó chưa được tốt cho lắm. Nghe tiếng súng rất nhiều bên này, hiện lên cả minimap nhưng mà không thấy người đâu. Ui, bắn ca thế này này, gắt cực nha. Mình có 13 viên đạn này, quay đầu ấy coi. Đâu ta? Mình nghe tiếng chân rất là gần, thấy cả hình bước chân luôn. Sợ quá. FPS của chiếc máy này thì mới đầu game thì mình thấy nó khá là ổn định các bạn ạ. Duy trì ở tầm 38, 39, 40 FPS, không có tình trạng drop nhiều. Ui, bên kia có bắn nhau kìa. Mình qua cover đồng đội. Nó trên nhà. Hơi khó pha này đây. Mình không leo được à? Cái chỗ này không leo qua được à? Bịp vậy. Tiếng chân rất là nhiều nhá. Ở đây ít nhất có một hai người, mình phải cẩn thận hơn mới được. Té thôi. Mình sẽ tắt mic trong game đi, tại vì mấy ông trong game này khá là ổn. Trên tầng này chắc là đang camping. Lúc này mình nghe tiếng chân ở đây rõ nhiều nhưng mà không thấy đâu luôn. Công nhận chạy nhanh thật. Thôi xong rồi à, chắc là chúng ta sẽ làm một trận đấu mới thôi. Nói chung thì về đấu squad thì mình thấy nó khá là tốt rồi các bạn ạ. FPS thì luôn duy trì ở cái mức tầm 38, 39, 40 FPS. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một trận đấu solo để xem là FPS của nó có ổn định, có ngon hơn là đấu squad hay không nhá. Hiện tại thì FPS trong game của mình khi bay là 39 FPS này. Để xem là khi nhảy dù thì nó sẽ là dao động ở mức bao nhiêu FPS. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với khu vực bot cam. Nhanh đầu mùa nhưng mà có ông có skin máy bay đẹp cực. Ui, mình nhảy mid rồi. Nhưng không sao, không sao, không sao. Mình vẫn có thể bay vào khu vực bot cam này nhanh được. Chắc lẽ là mình sẽ bay vào khu ba nhà ở ngoài cho nó lành. Nếu như vào nhà chữ Y bây giờ chắc hơi nguy hiểm đấy. FPS khi bay thì nó nằm ở cái mức 40 FPS, 41 và 39 FPS. Lâu lâu thì vẫn có rốt nhẹ xuống tầm 36 nhé. Tình trạng đấy thì chỉ có một tích tắc thôi. Rồi, khi mình mới xuống khu vực bot cam thì FPS hiện tại của nó là 33, 36, 39. Mình rất ghét bắn M16 trong những khoảng cách gần như này, tại vì mình tap không kịp. Có phải chi mà có khoảng M4 thì hay. Ok, QBU cũng được, QBZ cũng được. Lên trời luôn. Chắc là ở trong phòng trước mặt mình thôi. Ui, căng nha. Khó ăn nha. Ê, mẹ gì khó thế. Cày vãi.
Nãy giờ mình nhảy vào khu vực bot cam này cũng hơi nhiều lần rồi các bạn ạ. Và mình thấy rằng là với chiếc con máy Realme 5 Pro này thì mình thấy rằng là cái FPS của nó khá là ổn định. Chỉ có điều là mình nhảy nhiều hơi cay một chút thôi. Và hạng rank của mình cũng đã cao rồi chứ không còn thấp như trước nữa. Chính vậy thì khi test máy mà không có tai nghe cũng hơi khó khăn. Nói về tai nghe thì với chiếc Realme 5 Pro này thì nó vẫn có tai nghe nha các bạn. Chính vậy thì chúng ta sẽ hỗ trợ cái khả năng nghe nó tốt hơn. Còn bây giờ là đây là lần test cuối cùng của mình. Thắng hay không thì của mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Nói chung thì sau tầm hơn 15 phút chiến game, gần 30 phút chiến game thì FPS hiện tại của nó đang khá là ổn định ở cái mức đó chính là 38 đến 40 FPS. Và cái hiện tượng nóng thì nó xảy ra không nhiều trên chiếc Realme 5 Pro này. Và cá nhân mình thấy thì với tầm giá hơn 5 triệu như vậy là quá là ổn rồi. Gần như không có quá nhiều điểm để chê trên chiếc Realme 5 Pro này, ngoại trừ cái màn hình của nó là màn hình nốt ruồi. Chính vậy thì anh em phải điều chỉnh cái chế độ tai thỏ thì nó mới phù hợp với màn hình này, bắn nó mới sướng được, không bị vướng vào những cái nút ở phần cạnh viền. Ui, bóc cam khu này lần này đông thế. Ui, may quá, quả này một tích tắc nữa thôi là mình đã chết rồi. Hồi máu. Nói chung thì với con 712 này mình thấy rằng là nó rất ổn định ở cái đồ họa tầm 39-40 FPS và chơi rất ngon ở cái đồ họa Ultra. Còn nếu bạn nào muốn mình test với cái đồ họa 60 FPS thì hôm sau mình sẽ sử dụng với phần mềm GFX để xem nó sẽ như thế nào nhé. Nếu anh em muốn thì hãy comment cho mình biết, tại vì làm nhiều video dạng như này thì cũng có nhiều anh em không thích lắm. Bộ ba các thứ này, dầu vái trưởng ạ. Nói chung đáp vào khu vực bot cam thì không sợ thiếu đồ, chỉ sợ là không bắn nhanh trước nó thôi. Chơi squad thì FPS của nó duy trì ở cái mức tầm 38 đến 40 trong khu vực bot cam. Chơi solo thì FPS của nó đang quá ở mức 40. Như vậy là quá là tốt. Nói về phần loa thì mình sẽ nói lại một lần nữa, đó chính là cái loa của chiếc Realme 5 Pro này. Nó có âm lượng thì tốt thật, nhưng mà cái khả năng nghe của nó gần như bằng không các bạn ạ. Chính vậy thì chúng ta nên cắm với cổng cắm tai nghe thì nó sẽ tốt hơn. Cảm giác cầm nắm thì cầm nắm lâu cũng không có gây cảm giác mỏi lắm, vì chiếc máy này nó khá là nhẹ, chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Còn với những chiếc máy mà làm từ kim loại rồi kính nó nặng hơn thì cảm giác cầm nắm nó sẽ khó chịu hơn một chút, và khi mình chảy mồ hôi tay các thứ ấy thì những chiếc máy được làm từ kim loại và kính thì cho cảm giác hơi nhớt và thực sự là không thích lắm. Còn với chiếc máy này thì nó được làm từ nhựa, chính vậy thì dù tay mình có ra mồ hôi tay chơi nhiều thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của mình. Đây là một trong những cái điểm cộng mà mình thấy nó xuất hiện trên chiếc Realme 5 Pro này, cũng là một cái điểm cộng về mặt thiết kế của nó được làm từ nhựa. Nhận xét thêm một phần lần nữa thì về phần đồ họa thì với lại đồ họa smooth cộng với extreme, tức nghĩa là đồ họa mượt cộng với cực cao ấy, trên chiếc Realme 5 Pro này thì mình thấy nó khá là tốt. Hình ảnh thì cũng khá là chi tiết và sắc nét, không có vấn đề gì. Đương nhiên là nó sẽ không được đẹp bằng HD cộng với lại cao hoặc là HDR cộng với cao được. Smooth thì như này là quá là ổn rồi các bạn ạ. Mình này có nghe tiếng ca silent ở trên đồi, không biết là ở đâu. Chắc lên tìm diệt thanh niên này thôi. Ở đây đây. Hình như là boss các bạn ạ. Thằng thanh niên là boss rồi. Còn thằng ca nó vẫn ở trên đồi như thường. Hơi khó khăn cho mình trong quèo này. Ui, boss móng dầu phết này. M4 các thứ. Ổn áp phết. Mình sẽ bỏ bớt đạn 7 đi. Mình sẽ bỏ đạn 5 luôn. Chúng ta sẽ tập trung vào những khẩu súng chính như là M4 và như là M24 chẳng hạn. Ui, bên này có này. Như vậy trong khu vực bất cam vẫn còn đông người chán ấy, mình nghĩ rằng ít nhất phải còn 2 người nữa. Đâu nhỉ, vừa nghe tiếng súng ở đây không thấy đâu luôn. Nếu bạn nào chưa biết thì với những khẩu K thì chúng ta nên gắn với lại cái băng đạn của K. Còn với lại những khẩu M24 thì chúng ta nên gắn cái đệm ná này thì nó sẽ thích hơn. Đấy, đệm ná bắn tỉa SR. Nếu mà các bạn gắn đệm ná vào thì gần như là nó không có tác dụng gì cả. Mình vừa nghe tiếng súng đây đúng không? Rõ ràng ở đây mà không thấy đâu luôn. Bá đạo thật. Bo thì đang bo vào khu vực resort. Chắc là mình sẽ kiếm người bắn thôi. Trận này nó easy quá. Để xem là khi mình di chuyển bằng xe thì nó có rút FPS nhiều hay không nhé. Mình sẽ vào khu vực resort. Resort chắc là còn người đây.
Tại vì resort cũng là một trong những khu vực nằm trong đường bay. Ui, khi chạy xe trong khu vực như này mà FPS của nó chỉ rốt tầm 3 frame các bạn ạ. Xuống 37 là hết cước rồi. Đây, 37, 39, 41. Quá là ngon về phần FPS trên con 712 này. Gần như là cái đồ họa smooth cộng với lại ultra mượt cộng với cực độ đây con máy này thì nó vẫn còn là quá là nhẹ nhàng. Hôm sau chắc chắn mình sẽ test với lại chế độ 60fps bằng GFX Tune để xem nó sẽ như thế nào. Trận này đánh quá easy các bạn ạ. Vào resort không có ai, vào bot cam thì gặp được một bot và một người. Mấy trận trước thì mình nhảy vào đâu rồi bắn chỉ sấp mặt đến đấy. Quá đen luôn. Chắc là mình sẽ lên xe và đi vòng vòng map để kiếm người vậy. Ôi có người này, vừa nhắc phát có ngay. Thanh niên này chắc đang ở khu vực trên đồi bốt cam hoặc là gần sông. Ui. Bên này cũng có này. Bên này có vẻ đông hơn. Sương mù xuống rồi các bạn ạ. Mình không thấy ai ạ. À đây đây. Trời ơi. Bắn là đá luôn. Còn một người, mình thấy còn một tiếng chân ở bên này cơ. À một tiếng đạn ở bên này cơ. Ui. Gắt thế. Hồi máu phát. Không đùa được với thanh niên này đâu. Khó nhìn thấy các bạn ạ. Vì xương nhiều quá. Ui. Ui xem nó là mình hẹo rồi. Thanh niên nằm ở đây ạ. Vãi cả quạt. Xem nó là mình hẹo rồi các bạn ạ. Quá đen cho pha này. Nếu như mình phản ứng không nhanh là quả đấy lên chầu trời rồi đấy. Công nhận thanh niên này cũng hay thật. Nằm đây chứ mình chạy qua chạy lại mà không biết luôn. Ok. Như vậy khu này cũng đã hết rồi. Mình phải kiếm đường qua khu khác bắn nhau tiếp thôi. Mình là một người khá là thích choi hát. Ở đâu có người ở mình toàn xông lên ở đấy không ạ? Như vậy thì mình toàn chết trước. Con boss này. Boss bắn nhau loạn xã cả lên. Ui thanh niên là người ạ. Thanh niên là người chắc luôn. Cũng khá là giàu các bạn ạ. Thôi hồi máu cho nó chắc. Gần cuối trận rồi, chắc là mình sẽ cố gắng hết trận này luôn. Ban đầu thì nói là chỉ vào khu vực bot cam thôi, nhưng mà cuốn quá nên thôi. Mình sẽ cố gắng cho hết trận vậy. Thế khi nào mình hẹo thì thôi. Ok, tổng kết lại thì với chiếc Realme 5 Pro này thì mình thấy đây là một trong những con máy chơi game cực kỳ tốt. Phân khúc giá trên 5 triệu và dưới 6 triệu sắp được ra mắt. Thì nếu bạn nào quan tâm về mức giá có thể tham khảo tại Diệu Việt nhé. Khi ra mắt thì sẽ có mức giá chính thức. Và với con máy này thì mình thấy rằng FPS trong game của nó rất là ổn định ở tầm 38-41 FPS. Cho dù bạn chơi squad hay cho dù bạn chơi solo, cảm giác cầm nắm khá là tốt. Và đặc biệt là với con máy này, nó được làm từ nhựa, chính vì vậy khi bạn ra mồ hôi tay nhiều, nó không trơn trượt hay là cảm giác cầm nó rít rít như là những chiếc máy được làm từ kim loại và kính. Đây là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là một chiếc máy làm từ nhựa nó lại mang lại lợi thế như vậy. Thế nhưng mà anh em đeo ốp vào thì gần như là có lỗ bằng nhau hết, nó cũng không có sự khác biệt quá là nhiều.
Còn nói về phần màn hình thì màn hình của chiếc Realme 5 Pro thì mình thấy nó khá là ổn các bạn ạ. Tuy nhiên có một cái điều đó chính là chúng ta phải bật chế độ tai thỏ lên thì mới có góc nhìn là tuyệt đối nhất. Còn về dung lượng pin của chiếc Realme 5 Pro này thì mình không đánh giá được, tại vì mình đang phải cắm cáp ở đây để có thể kết nối với máy tính đo được FPS trong game. Chính vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời lượng pin của máy và nó sẽ không cho ra con số chính xác nhất. Rồi, đó chính là tất cả những gì mình đánh giá về chiếc Realme 5 Pro này. Thì mình thấy rằng nó hoàn toàn xứng đáng với mức phân khúc giá trên 5 triệu và dưới 6 triệu. Các bạn nghĩ gì về chiếc Realme 5 Pro này? Với con chip 712 có trong phân khúc giá trên 5 triệu và dưới 6 triệu, các bạn có mua nó hay không? Các bạn đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét như phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.